Tuy đường Tăng An 2. em cảm ơn. Dạ chiều Ok. em qua 2 giờ chị. Ok. Câu này xong này là thả đi về tắt thở. Thâu luôn á, chắc vô liễu mày giật thanh phong. Chị đâu rồi? Đang thèm mụn nữa đó. Chị không đam mê con á, khổ lắm em. Cơm hả lòng hả?